Trong thông điệp đầu năm 2019, một lần nữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đe dọa sử dụng mọi biện pháp kể cả vũ lực để thống nhất Đài Loan, Đài Bắc. Qua tuyên bố của Tổng thống Thái Anh Văn, phản ứng dứt khoát không bao giờ chấp nhận đề xuất một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh. Nếu tuyên chiến, Trung Quốc sẽ đụng độ với nhiều bất ngờ. Theo tin tình báo, khi tấn công Đài Loan, quân đội Trung Quốc dự trù sử dụng hỏa lực tên lửa áp đảo trên không, trên biển để nhanh chóng hủy diệt các công sự phòng thủ của đối phương, vô hiệu hóa các căn cứ quân sự ngay từ phút đầu tiên. Đồng thời, đặc công nằm vùng sẽ ra tay ám sát Tổng thống Thái Anh Văn, phá hoại truyền thông và giao thông, biến tàn quân thành rắn mắt đầu. Tiếp theo là chiến dịch vượt eo biển với hàng chục ngàn tàu lội nước, thương thuyền của tư nhân chở 1 triệu quân đổ bộ. Theo dự kiến, trong vòng một tuần lễ Đài Bắc sẽ thất thủ. Tuần thứ hai, ban hành thiết quân luật, biến hải đảo thành tiền đồn đối phó với cuộc phản công của quân đội Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu đánh thật, quân đội Trung Quốc sẽ gặp một kịch bản khác vì ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa không hội đủ. Trở ngại đầu tiên là Trung Quốc không thể ra tay bất ngờ, bởi vì để vượt eo biển, mỗi năm chỉ có tháng 4 và tháng 10 là sóng yên gió lặng. Chuyên gia Mỹ Lance Easton, tác giả quyển sách Hiểm họa tấn công của Trung Cộng, Đài Loan phòng thủ cùng kế hoạch của Mỹ ở châu Á, nhận định Mỹ, Nhật và Đài Loan sẽ biết trước các kế hoạch và mục tiêu của quân đội Trung Quốc tới cả tháng. Như vậy, Đài Loan có đủ thời giờ di dời các cơ quan chỉ huy trọng yếu, tăng cường phòng thủ, bắt nhốt gián điệp, cài thủy lôi và mìn, phân tán mỏng lực lượng vũ trang và phân phát vũ khí cho 2,5 triệu quân dự bị. Chưa hết, hàng triệu công dân Trung Quốc làm việc ở các công ty Đài Loan sẽ bị sa thải và mất lương. Nhân viên hoạt động tại Đài Loan bị cấm gửi tiền về quê khi Trung Quốc khai hỏa. Ở mặt Tây của Đài Loan, 13 bãi biển thuận tiện cho đối phương đổ bộ đã được chuẩn bị phòng thủ từ lâu. Tuy trong thời bình, hàng loạt đường hầm kiên cố đã được xây dựng kết nối với những kho vũ khí, kho lương thực dưới mặt đất. Trên các mỏm núi là rừng cây gai, hầu hết các nhà máy hóa học của Đài Loan tập trung ở vùng duyên hải sẽ là những lò phun hơi ngạt khi cần. Những tàu đổ bộ nào không bị tiêu diệt trên biển sẽ đưa lính vào mê hồn trận tân thời. Hàng hàng cây số lưới sắt bén như dao cạo, những móc câu, dây kẽm gai, trong sắt, tường thép, chống tăng cùng với trùng trùng container và xe phế thải. Tất cả các con đường và địa điểm đổ bộ, chuyển quân đã được ghi tọa độ, mỗi tòa cao ốc, mỗi khu phố sẽ biến thành một quần đảo trên bộ, kéo quân Trung Cộng vào một cuộc chiến tranh du kích vật lộn từng ngôi nhà, từng góc phố. Thiên thời và địa lợi không có, Trung Quốc còn bị thiếu yếu tố nhân hòa. Hơn ai hết, ban lãnh đạo Bắc Kinh xem Đài Loan là cái gai phải nhổ, vì quốc đảo này có một nền dân chủ đúng nghĩa và xứng đáng ở châu Á. Một kết quả thăm dò ý dân công bố, 3 ngày sau lời đe dọa của Tập Cận Bình, cho thấy 84% dân Đài Loan khước từ sống chung với Trung Cộng. Hiện tại, điều mà Đài Bắc cần được trấn an để không mất tinh thần là sự hỗ trợ của Mỹ về chiến lược và vũ khí. Điều này vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp ứng, với John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Đài Loan có người bạn vô giá, ngay sau khi Tập Cận Bình đọc xong thông điệp gửi đồng bào Đài Loan, chủ nhân Nhà Trắng ký đạo luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á đã được Quốc hội biểu quyết một tháng trước, cho phép bán vũ khí cho Trung Hoa Dân Quốc để đối phó với các đe dọa hiện tại và tương lai từ Trung Quốc. Ngày 5 tháng 1 năm 2019, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã phát đi thông cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các giá trị dân chủ bằng việc ủng hộ nền độc lập của quốc đảo nhỏ bé này trong bối cảnh họ đang gặp phải những mối đe dọa mới từ bá quyền Bắc Kinh. Phát biểu này của bà Thái Anh Văn phát đi chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu đầu năm mới ngày 2 tháng 1 đã lặp đi lặp lại nhiều lần khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực. Phát biểu trước báo giới tại Đài Bắc hôm ngày 5 tháng 1, bà Thái Anh Văn nói Đài Loan là nhân tố quan trọng và trung thành của tất cả các giá trị quốc tế căn bản. Do vậy, khi đối mặt với khó khăn và các mối đe dọa, chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế lĩnh trách nhiệm nghiêm túc, lên tiếng ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi. Bà Thái không trực tiếp chỉ tên mối đe dọa mà Đài Loan gặp phải, nhưng rõ ràng bà đang muốn đề cập tới việc chế độ Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực để ép hòn đảo tự trị này chịu sự kiểm soát của họ. Sau khi thua trong cuộc chiến quốc cộng năm 1949, Tường Giới Thạch đã rút quân về cố thủ ở Đài Loan và xây dựng một nền tự do dân chủ suốt 70 năm qua đối lập với chế độ cộng sản ở Trung Quốc đại lục. Vì thế, chính quyền Bắc Kinh luôn xem hòn đảo này như một tỉnh ly khai cần phải thống nhất bất kể dùng vũ lực nếu cần.
Trong quá khứ, bá quyền Bắc Kinh cũng đã nhiều lần dùng vũ lực xâm lược các nước láng giềng như Tây Tạng năm 1950, đổ quân vào Bắc Triều Tiên trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953, chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979. Tổng thống Đài Loan cũng cảnh báo nếu cộng đồng quốc tế không lên tiếng và ủng hộ Đài Loan khi nước này đang đối mặt với tình huống như vậy, chúng ta phải đặt ra câu hỏi đất nước nào sẽ là nạn nhân tiếp theo. Trong bài phát biểu hôm 2 tháng 1, ông Tập Cận Bình thể hiện rõ quan điểm không hứa sẽ từ bỏ vũ lực và bảo lưu tùy chọn sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để mang Đài Loan về dưới sự kiểm soát của mình, nhưng sẽ làm việc để đạt được sự thống nhất với hòn đảo này một cách hòa bình. Đáp trả lại ông Tập, ngay trong ngày 2 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố rằng Đài Loan chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chấp nhận lập trường rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có quyền cai trị hợp pháp đối với Đài Loan. Đồng thời, bà Thái nhấn mạnh các cuộc đàm phán giữa hai bờ eo biển phải được tiến hành trên cơ sở bình đẳng giữa hai chính phủ. Tôi nhắc lại, ở đây Đài Loan hoàn toàn không chấp nhận một đất nước hai chế độ. Đa số công dân Đài Loan cũng hoàn toàn phản đối một đất nước hai chế độ. Đó là sự đồng thuận của Đài Loan, bà Thái khẳng định. Thông tấn xã Đài Loan hôm 3 tháng 1 dẫn lại khảo sát năm 2018 của Đại học Quốc lập Chính trị của Đài Loan. Theo đó, chỉ có 3% dân Đài Loan muốn thống nhất luôn và khoảng 12,5% muốn sau này thống nhất. Tổng thống Thái Anh Văn cũng tố cáo Trung Quốc sử dụng đàn áp và đe dọa để ép buộc người dân Đài Loan phải chấp nhận quyền cai trị của bá quyền Bắc Kinh. Bà Thái cũng đề cập đến những chiến lược bài bản của Bắc Kinh trong âm mưu thâu tóm bí mật công nghệ, lôi kéo nhân tài của Đài Loan làm việc cho Trung Quốc. Bà cáo buộc Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự, thường xuyên tập trận quy mô lớn tại eo biển Đài Loan, đồng thời dùng tiền mua chuộc các giới tinh anh trong chính trường Đài Loan nhằm lợi dụng nền dân chủ của quốc gia này để ủng hộ cho chiến lược thống nhất của Bắc Kinh. Mặt khác, trong nhiều năm trở lại đây, Trung Quốc cũng không ngừng dùng quyền lực mềm để cô lập Đài Loan với cộng đồng quốc tế. Tiêu biểu có thể thấy trong việc mua chuộc các đồng minh của Đài Loan như Panama, El Salvador và Cộng hòa Dominica, cắt bỏ quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Trung Quốc cũng dùng quyền lực kinh tế chính trị buộc các hãng hàng không, các công ty quốc tế, các giải đấu thể thao không được phép sử dụng tên Đài Loan mà phải đổi thành Đài Loan Trung Quốc trong các giao dịch kinh tế và các thông tin chú thích. Chỉ vài năm nữa không chừng ta sẽ thấy Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Họ đã lên kế hoạch cả rồi. Chiến tranh không bao giờ thay đổi, nhất là khi dính đến nguy cơ chiến tranh Trung Mỹ. Tôi chỉ mong ta sống sót qua thời tên bay đạn lạc ấy. Tôi biết, bạn có lẽ vẫn đang mải tập trung vào nguy cơ chiến tranh hiện hữu với Bắc Triều Tiên. Nhưng hãy để tôi thêm chút gia vị vào món ăn vốn đã kinh khủng này. Tôi thân lửa ướt nặng quen rồi mà nhỉ. Chính quyền Trung Quốc đã lên một kế hoạch chi tiết và toàn diện để xâm lược Đài Loan vào năm 2020. Thông tin đó trích từ quyển sách của tác giả Ian Easton thuộc Viện Nghiên cứu Dự án 2049. Quyển sách dày 300 trang, tổng hợp các tài liệu công khai và bị rò rỉ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nhưng manh mối đầu tiên của chúng ta đã xuất hiện từ năm 2012. Tại Đại hội 18 của Đảng vào năm 2012, Tập Cận Bình cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch 2020, xây dựng và triển khai năng lực tác chiến toàn diện để sử dụng vũ lực với Đài Loan vào năm đó. Tất nhiên rồi! Kế hoạch 2020 xâm lược Đài Loan là kế hoạch xâm lược Đài Loan vào năm 2020. Sao ta có thể mơ mịt đến thế kia chứ? Tôi đoán điều đúc kết được là mắt thịt chỉ tin chuyện đã rồi. Kế hoạch xâm lược được thiết kế trên cơ sở hợp tác của mọi binh chủng quân đội Trung Quốc, lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến, binh chủng tên lửa, binh chủng phụ trách các nhiệm vụ về tên lửa đạn đạo của Trung Quốc và tất nhiên, còn cả đội hỏa tiễn phụ trách Pokemon nữa. Theo những tài liệu trên, cuộc xâm lược Đài Loan sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn. Bắt đầu bằng 15 ngày oanh tạc tiền xâm lược, Đài Loan sẽ bị oanh tạc trên quy mô lớn bởi tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay ném bom nhắm vào các mục tiêu quân sự trên quốc đảo. Tiếp đó sẽ đến cuộc đổ bộ của 400.000 lính Trung Quốc. Để chuẩn bị cho cuộc xâm lược, Trung Quốc vẫn luôn rất tích cực diễn tập. Thậm chí họ còn dựng hẳn mô hình phủ tổng thống Đài Loan giả trên thao trường để binh lính diễn tập thực tế. Và kế hoạch này cực kỳ đẫm máu. Chiến dịch quân sự sẽ tập trung vào tốc độ và yếu tố bất ngờ để áp đảo lực lượng phòng thủ bờ biển và tạo ra sức phá hoại nhiều nhất có thể trong giai đoạn đầu để khiến Đài Loan phải đầu hàng trước khi Mỹ kịp điều quân đến khu vực. Đó chính là mấu chốt. Hành động nhanh trước khi Hoa Kỳ kịp phản ứng. Vì Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phản ứng. Theo đạo luật quan hệ Đài Loan 1979, Hoa Kỳ phải bảo vệ Đài Loan. Nếu xâm lược nổ ra,
Hoa Kỳ đã có sẵn 2 đội chiến cơ, 4.000 lính thủy và rất nhiều tàu chiến, tàu ngầm, máy bay ném bom chờ sẵn ở Nhật Bản và đảo Guam đều có thể được triển khai khá nhanh. Và hành động tập trung quân tại miền nam đất nước của Trung Quốc sẽ là dấu hiệu gợi ý chuyện gì sắp diễn ra. Còn nữa, phần oanh tạc Đài Loan bằng tên lửa ấy, họ mà động thì Hoa Kỳ sẽ hiểu vấn đề ngay. Nên một cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc nhiều khả năng đồng nghĩa với một cuộc chiến không thể tránh khỏi giữa Trung Quốc và Mỹ. Quyển sách của dự án 2049 viết, không ai biết rõ điều gì sẽ xảy ra, nhưng tất cả đều chắc rằng một cuộc tấn công bất ngờ của Trung Quốc trong tương lai sẽ hơn vụ Trân Châu Cảng và 11 tháng 9 cộng lại. Không thể nào, như thế chưa đủ. Phải là Trân Châu Cảng, cộng 11 tháng 9, cộng thành Rome thất thủ năm 410 sau công nguyên, cộng giải vô địch bóng bầu dục thế giới năm 1960, khi đội Pirates thắng đội Yankees một cách thần kỳ. Đài Loan là cái gai trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước hết, nền chính trị độc lập của họ là một lời nhắc nhở thường trực, rằng chính quyền Trung Quốc không phải cứ muốn là tự tung tự tác. Thêm nữa, Đài Loan có dân chủ. Thực tế đó làm hoen ố những lời biện bạch dối trá của Đảng, rằng người dân nước mình chưa sẵn sàng với dân chủ và cần có đảng để duy trì hòa hợp xã hội ra sao. Đó là nguyên do từ trước đến nay, chính quyền Trung Quốc đang dùng các biện pháp phi bạo lực, tâm lý, ngoại giao, tuyên truyền và chiến tranh thông tin đối đầu Đài Loan. Một khi những biện pháp trên không còn tác dụng, kế hoạch đổ bộ quy mô lớn sẽ được triển khai. Có lẽ bạn đang tự hỏi, sao phải đợi, sao Trung Quốc không làm tới luôn? Thực ra, điều đó gần như đã xảy ra. Bài báo này của Ian Easton mô tả Mao lên kế hoạch xâm lược Đài Loan đầu những năm 1950 ra sao. Tôi đính kèm đường dẫn bài báo bên dưới và trên trang chủ của chương trình vì nó cực kỳ hay. Nói ngắn gọn thì họ từng muốn dùng chiến dịch tình báo quy mô lớn bí mật phá hoại chính quyền lưu vong Đài Loan. Đúng kiểu tiểu thuyết tình báo luôn ấy. May mắn thay, ổ gián điệp tàn giã, phá hoại nghiêm trọng kế hoạch của Mao. Sau đó chiến tranh Triều Tiên nổ ra và Mao chuyển hướng điều quân sang đối đầu Mỹ. Tại thời điểm của chiến kết thúc, Đài Loan đã tổ chức xong cũng như được Hoa Kỳ bảo vệ nếu xâm lược nổ ra. Nên ta mới có kế hoạch xâm lược mới năm 2020 đây. Ôi trời ơi, chỉ 3 năm nữa là đến rồi. Đó là năm ta sẽ được thấy robot khổng lồ đánh nhau. Hoặc robot siêu khổng lồ đánh nhau. Đồng nghĩa ta sẽ được thấy một cuộc xâm lược Đài Loan bằng robot. Không nhất thiết. Quân đội Trung Quốc nhìn thì có vẻ dọa người, nhưng lại có thiên hướng một công cụ chính trị hơn một đội quân chiến đấu. Đội quân này chưa từng tham gia một cuộc chiến nào kể từ lần tấn công Việt Nam năm 1979, vốn cũng đã diễn ra không mấy có lợi cho Trung Quốc, nên phác thảo kế hoạch xâm lược Đài Loan có lẽ thiên về chiêu trò lưu mẹo giành thắng trước trong nội bộ quân đội Trung Quốc hơn là một kế hoạch chiến đấu thực tế. Bởi lẽ chỉ có đuôi mù, mới không nhìn thấy hậu quả. Một cuộc chiến với Hoa Kỳ sẽ thế nào? Lại nói, Trung Quốc lúc này cũng không có đủ số tàu chiến cần để đưa nhiều quân đến thế qua eo biển Đài Loan. Nên dù đảng lên hẳn kế hoạch xâm lược Đài Loan giấy trắng mực đen, chưa chắc họ đã sẵn sàng triển khai nó vào năm 2020, hoặc có lẽ sẽ cho rằng nó quá rủi ro, hoặc họ không có đủ số robot. Xét một phương diện khác, lúc này khi Tập Cận Bình đã tự nâng mình lên một nấc thang quyền lực mới trong đảng, ông ta có lẽ sẽ tìm cơ hội phô trương sức mạnh. Tôi đoán ta sẽ có câu trả lời sau 3 năm nữa. Các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn đã theo dõi tập này của Trung Quốc Không Kiểm Duyệt. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.